Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay giới thiệu với bác về cái dòng lưới dù. Đây là cái dòng lưới dù mắt 8 sợi 2. Cao của nó là nguyên khổ của nó là 50 mắt, còn các bác thích trồng khổ vào 100 mắt thì em sẽ làm trồng khổ 100 mắt. Chiều dài của nó là thắt vào được có 44 mét thôi. Các bạn thì hàng này của nó là nếu mà các bác thích dài hơn em sẽ nhận làm theo yêu cầu của bác nhá. Lưới này chuyên dụng để đánh gà này, đánh chích này. Nói chung cực kỳ đảm bảo, cực kỳ ok, chất lượng. Hàng này là dù của nó là dù Thái mắt 8 sợi 2. Riêng chân của nó này các bác nhìn này, chân của nó bao giờ cũng đi một sợi to hơn này, chứ không phải đi sợi nhỏ bằng sợi lưới. Thì vừa rồi em có giới thiệu qua cái dòng lưới, bác nào cần cứ liên hệ em nhá. Xin chào toàn thể các bác ạ.